Thưa quý vị, việc xuất hiện tràn ngập thông tin sai lệch liên quan đến Covid-19 trở thành một trong những rào cản lớn đối với việc kiểm soát đại dịch này tại nhiều quốc gia. Indonesia vừa đón nhận kỷ lục buồn khi chính thức vượt qua Ấn Độ để trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới. Trong nhiều tuần trở lại đây, Indonesia ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc Covid-19 mới trên ngày. Số ca tử vong cũng lên tới hàng trăm người trên ngày khi biến thể Delta càng quét qua đất nước 270 triệu dân này. Các bệnh viện ở Indonesia bắt đầu lâm vào tình trạng thiếu nguồn cung oxy, thiếu máy thở, hàng triệu người chờ để được vào khu vực cách ly. Với tổng số trên 2,9 triệu người nhiễm và trên 74.000 người tử vong, nhiều người lo ngại dịch bệnh vẫn chưa đến đỉnh điểm. Indonesia thừa nhận đang đối mặt với nhiều thách thức lớn trong việc ngăn chặn bùng phát COVID-19. Trong đó, bên cạnh biến thể Delta là việc phát tán tràn lan thông tin sai lệch, thông tin giả về đại dịch trên một số trang mạng xã hội. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, nếu không có xét nghiệm thích hợp, nhiều nơi không thể xác định được ca nhiễm corona để tiến hành cách ly, truy vết, chặn đứng lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều người tại Indonesia cho rằng COVID-19 chỉ là một bệnh cảm lạnh thông thường hay hoàn toàn không thể được chữa khỏi dù được đưa đến bệnh viện, không cần phải xét nghiệm như những thông tin lan truyền trên mạng Internet. Thậm chí, những thông tin sai lệch về vaccine ngừa COVID-19 trên mạng xã hội khiến nhiều người tại Indonesia nói riêng và nhiều nơi khác trên thế giới nói chung không muốn tiêm phòng vì sợ nó có thể gây ra bệnh nghiêm trọng hơn hoặc tử vong. Hiện chỉ có khoảng 6% người dân Indonesia được tiêm đầy đủ các liều vaccine ngừa COVID-19. Do đó, nhiều người vẫn coi nhẹ COVID-19, nghĩ rằng đây chỉ là cảm lạnh thông thường và Covid-19 sẽ không thể ảnh hưởng đến trẻ em. Chính vì những suy nghĩ và thông tin sai lầm đó đã khiến việc phòng tránh bệnh và cơ hội được chữa khỏi của họ thấp hơn. Nhiều chuyên gia khẳng định, thông tin sai lệch, tin tức giả mạo trên thực tế có ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của nhiều người, như có việc mọi người sẵn sàng đeo khẩu trang hay không, có nên tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, hoặc tuân thủ các nguyên tắc sức khỏe cộng đồng khác, vân vân. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói các nền tảng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube đang giết người vì cho phép những thông tin sai trái về vaccine ngừa virus corona xuất hiện trên nền tảng của mình, trong khi tốc độ tiêm chủng ở Mỹ đình trệ. Biến thể Delta của virus corona giờ là chủng virus hiện diện nhiều nhất toàn thế giới, kèm theo sự gia tăng số ca tử vong trên khắp nước Mỹ, gần như hoàn toàn ở những người không được tiêm chủng. Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tăng 70% so với tuần trước và tử vong tăng 26%. Các đợt bùng phát ca nhiễm xảy ra ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Chuyên gia y tế Vivek Murthy của Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo về làn sóng ngày càng nhiều thông tin sai lệch về COVID-19, bao gồm về vaccine phòng ngừa. Ông Vivek Murthy nói, thông tin sai lệch đang khiến cho việc chống dịch và cứu mạng người ngày càng khó khăn hơn. Mới đây, Facebook cho biết đã xóa hơn 18 triệu thông tin sai về COVID-19 và đóng các tài khoản liên tục vi phạm quy định của họ. Nhưng thư ký báo chí Nhà Trắng Trashaki khẳng định chừng ấy rõ ràng không đủ.